Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Chào mừng các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Vòng 2 có tên Câu hỏi ngôn ngữ. Sẽ có 5 câu hỏi về chính tả và ngôn ngữ. Khi MC đọc câu hỏi, người chơi ghi đáp án vào bảng và đưa lên để trả lời. Với mỗi câu hỏi, người chơi có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách tính điểm như sau: nếu đúng, số điểm được bảo toàn. Nếu sai hoặc không ghi kịp đáp án sẽ bị trừ 1 điểm. Và ngay bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau: trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả khi diễn tả cảm giác thiếu mất đi cái gì đó một cách đột ngột? A. Hụt hẫng. B. Hụt hẫng. C. Hụt hẫng. D. Hụt hẫng. 20 giây bắt đầu. Năm giây cuối cùng. Hết giờ. Xin mời các bạn đưa ra đáp án. Tâm Minh, đáp án của bạn là? Hụt hẫng. Đáp án D. Nhi Katy? Dạ hụt hẫng. Khánh Vũ? Em nghĩ là hụt hẫng. Và Hiếu Hạnh cũng là đáp án D. Đáp án trong câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó chính là hụt hẫng. Đáp án D. Xin chúc mừng các bạn đã bảo toàn được số điểm. Từ hụt hẫng này giống như chúng ta sẽ bị mất đi hoặc là thiếu đi một điều gì đó, dẫn đến cảm giác rất là hụt hẫng. Và câu hỏi đầu tiên thì coi như là bảo toàn được số điểm hết rồi ha. Ngay bây giờ sẽ đến với câu hỏi số 2. Xin mời các bạn hãy cùng xem một đoạn video ca nhạc. Em anh và nhắc anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông. Được anh ôm phía sau lưng. Em nói bên anh. Qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em yên bình? Và câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau: tìm một từ đồng nghĩa và một từ trái nghĩa với từ nhẹ nhàng trong bài hát Ai là người thương em của nhạc sĩ Thanh Hưng vừa nghe. 20 giây bắt đầu. Hết giờ. Và xin mời đáp án của các bạn. Tâm Minh, đáp án của bạn là gì? Đáp án của mình là từ đồng nghĩa là từ yên bình. Còn từ trái nghĩa với từ nhẹ nhàng thì anh nghĩ nặng nề. Nhi Katy? Dạ em có nghe từ đồng nghĩa là yên bình. Còn mạnh bạo copy ông này sai luôn. Tại em thấy Vũ hay nghe nhạc nên tưởng vậy, nhưng mà thừa nhận là copy đúng không? Thật ra trong quy định của chương trình, nếu mà copy là trừ hẳn điểm luôn, chưa còn biết đúng hay sai đó. Không, em khai thật thôi, em sai không copy nữa. Là điểm thành thật á hả? Dạ. Mạnh bạo, từ cùng nghĩa sẽ là êm đềm đúng không? Hiếu Hạnh? Dạ, từ đồng nghĩa với từ nhẹ nhàng của em là êm đềm. Còn trái nghĩa là nặng nề. Coi như là mỗi người đều có những cái đáp án mình xê xích nhau một chút xíu thôi. Và từ đầu tiên của Tâm Minh, yên bình và nặng nề đã giúp bạn bảo toàn được số điểm. Xin chúc mừng. Yên bình và mạnh bạo của Nhi Katy giúp bạn bảo toàn được số điểm. Của Dư Khánh Vũ với êm đềm và mạnh bạo cũng đã giúp bạn bảo toàn được số điểm. Và Hiếu Hạnh, êm đềm, nặng nề như trên. Xem ra cái từ này vẫn là gọi là đơn giản. Những từ đồng nghĩa của từ nhẹ nhàng giống như là êm ả nè, êm đềm, rồi bình yên hoặc là thư thái. Trái nghĩa giống như là những từ các bạn, và sóng gió, căng thẳng cũng là những từ trái nghĩa ha. Và đến với câu hỏi số 3 sẽ là điền từ vào chỗ trống. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau: điền từ còn trống trong câu thành ngữ sau. Chấm chấm chấm, ấm cực, kính trên chấm chấm chấm. 20 giây bắt đầu. Hết
hết giờ. Tâm Minh, xin mời bạn đọc đáp án của mình. Đáp án của mình là chung vai ấm cật, rồi dưới là kính trên nhường dưới. Nhi Katy. Dạ, em cũng vậy, chung vai ấm cật. Nghi quá nha. Không, không có nghi. Chứ có nghĩa là chung vai là mình không có địa của ai hết đúng không? Dạ, ở đâu hình ảnh ở trong đầu em xuất phát. À, hình ảnh ở trong đầu trong em mắt mà của thôi. Em Khánh Vũ ơi, hình như là mình thiếu một câu rồi. Dạ, cái câu đầu tiên là em không biết ạ. Em không có biết câu này, thật ra em có nhìn hai bên thì thấy các bạn có ghi. Nhưng mà thật ra em không biết câu này nên thôi em không chắc nên em không ghi. Và Hiếu Hạnh, bạn cũng chỉ mới có một đáp án thôi, bạn cũng bị trừ một điểm. À, còn Tâm Minh và Nhi Katy, chung vai ấm cực thì đây là câu thành ngữ không hề có trong từ điển của chúng ta nha. Và chỉ có câu đó là chung lưng đấu cực, chứ không phải chung vai ấm cực. Đó là một cái câu ở ngoài. Câu của chương trình của chúng ta đó chính là no cơm ấm cực. Và câu tiếp theo các bạn đều đúng, đó là kính trên nhường dưới. Và với câu hỏi này thì các bạn đều bị trừ một điểm. Bây giờ là đến câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 sẽ là một câu hỏi liên quan đến hình ảnh. Xin mời các bạn nhìn vào màn hình. Câu hỏi có nội dung như sau: xác định chỉ ra lỗi sai và sửa lại cho đúng trong nội dung của bảng hiệu vừa xem. 20 giây bắt đầu. Hết giờ, xin mời đáp án. Tâm Minh, đáp án của bạn là gói và kỹ. Nhi Katy. Dạ, gói thành gói, kỹ, kỹ chữ y thành chữ y ngắn. Khánh Vũ. À, cũng như các bạn, gói thì là gói. À, còn kỹ là thật ra nãy em không có nhìn chữ kỹ, em không để ý. Nhưng mà có gợi ý là hai điểm nên em nghĩ là chữ kỹ đổi thành chữ y. Rồi Hiếu Hạnh. Em cũng giống anh Vũ với chị Nhi, chỉ khác là kỹ dài thành kỹ ngắn. Câu hỏi với từ đầu tiên, đó là từ mà cả bốn bạn đều sửa đúng, đó là gối và thành gói. Và từ tiếp theo thì trong ba bạn có một bạn đúng. Câu hỏi của chúng ta đó chính là chỉ ra lỗi sai và sửa lại, thì các bạn phải ghi lỗi sai và sau đó các bạn phải sửa lại cho đúng. Đáp án của Tâm Minh thực ra là đáp án chính xác đó, nhưng mà vì bạn đã không ghi đủ hai vế của chương trình cho nên là bạn cũng bị trừ một điểm rồi. Cho nên là ở câu này thì Hiếu Hạnh, bạn được bảo toàn số điểm. Cả ba bạn còn lại đều bị trừ một điểm.